Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một giống mèo tai xoắn nha mọi người. Hình như là mình chưa quay video lần nào để giới thiệu bé tai xoắn nha. Thông thường mọi người sẽ thấy là tai thẳng nè, tai cụp nè, tai cụp lớn nè. Chắc các bạn cũng rất là ít bạn biết giống mèo tai xoắn như này nha. Đây, cái mèo của mình đây. Nơi tai xoắn nha mọi người, đó các bạn thấy cái tai nó vểnh lên giống ngư mèo vương lắm mọi người. Đây nha, bé đực to hơn mình luôn đó, to hơn mình luôn đó, to hơn mình luôn này mọi người, thấy không? Mặt dễ thương chưa? Bé đực nha, bé đực này mình có nhập với giống nha mọi người. Bạn thích giống mèo đỏ tai xoắn độc lạ này thì mình bạn có thể liên hệ mình nha. Số điện thoại trên này mình sẽ tư vấn thêm nha mọi người. Bye bye mọi người.